It's beautiful time. 네 번소리 나게 가슴이 뛰고. It's beautiful day. 아름다운 하루 그림 같던 날 영화 같던 날 모든 게 잊혀지던 너 beautiful day. Trang Mi Jin, khách sạn Đông Hoa. Khách sạn Đông Hoa. À, lý do anh muốn vào làm tại khách sạn Đông Hoa là gì? Là khi thấy tên khách sạn Đông Hoa thì tôi càng chắc chắn. Sự rung động ấy đúng là rất đặc biệt. Cô giám đốc khách sạn Đông Hoa đó. Giám đốc Cha Su Hên, cậu có biết ba của cô ta là Cha Chong Hên không? Là cựu thị trưởng Seoul, Cha Chong Hên sao? Sau đó lập tức trở thành con dâu của tập đoàn Thê Cương. Nhưng ông chồng lại ngoại tình cho nên đã ly hôn với phí bồi thường là khách sạn Đông Hoa.